Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin Bóng Đá. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào những nhận định, soi kèo, dự đoán kết quả trận đấu giữa Club Brugge và Benfica trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu mùa giải 2022-2023. Trận đấu này diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2023. Club Brugge đang sa sút nghiêm trọng ở giai đoạn cuối mùa giải năm nay. Thậm chí họ chỉ còn hơn top 4 tại giải vô địch quốc gia Bỉ vỏn vẹn 3 điểm sau chuỗi trận nghèo nàn gần đây. Cụ thể là nhà đương kim vô địch bóng đá Bỉ chỉ thắng 1 trên 10 vòng đấu gần đây, đó là thắng lợi 2-1 trước Waregem, đội bóng đang ở nhóm cầm đèn đỏ. Ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu năm nay, Club Brugge từng thắng Porto 4-0 ở lượt đi, nhưng ở lượt về họ đã thua với chính tỷ số này ngay trên sân nhà. Nếu như 8 trận sân nhà đầu mùa, Club Brugge đã bất bại với 7 chiến thắng và 1 trận hòa, thì 10 trận sân nhà sau đó họ chỉ có 2 lần giành chiến thắng. Về phía đội khách, Benfica vẫn đang thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và cũng đang duy trì rất tốt phong độ của mình. Cụ thể là những chú đại bàng đã bất bại cả 6 vòng đấu gần đây với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó, trận hòa duy nhất là trước Sporting Lisbon. Hiện tại, Benfica đang hơn lại kình địch Porto tới 5 điểm nên cơ hội để họ lên ngôi vô địch tại sân chơi quốc nội là rất lớn. Ở vòng bảng, những gì mà Benfica thể hiện là rất ấn tượng khi vượt qua cả Paris Saint-Germain và chiếm ngôi đầu bảng. Thậm chí đều bất bại trước đội chủ sân Công viên Quốc Hoàng Tử ở cả hai lượt trận. Về kèo bóng đá trận đấu giữa Club Brugge và Benfica, theo các nhà cái châu Á, kể từ khi kết thúc vòng bảng Champions League đến nay, Club Brugge chưa một lần có được niềm vui chiến thắng tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Qua đó chưa một lần thắng kèo với 3 lần hòa và 7 lần thua. Sự sa sút của Club Brugge vẫn còn thể hiện ở vòng bảng. Nên nhớ là cả 3 lượt trận đầu tiên họ đều thắng cả 3, nhưng 3 lượt trận sau đó họ chỉ hòa 2, thua 1. Trong đó có trận thua 0-4 trước Porto ngay trên sân nhà, đối thủ mà họ từng đánh bại 4-0 ở lượt đi. Vì vậy, dù chơi trên sân nhà, nhưng Club Brugge được đánh giá là kèo dưới soi Benfica ở trận đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Club Brugge và Benfica, cho đến lúc này, Benfica đang sở hữu hàng công thi đấu hiệu quả nhất tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại với 51 bàn sau 20 trận. Tại vòng bảng Champions League, dù nằm ở bảng đấu sự hiện diện của hai ông lớn là Juventus và Paris Saint-Germain, nhưng đại diện của Bồ Đào Nha đã dẫn đầu với thành tích ghi bàn với 16 pha lập công sau 6 trận, trong đó từng ghi lấy 6 bàn một lưới Juventus sau 2 lượt trận. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Club Brugge và Benfica sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi. Theo các nhà cái châu Âu, trận đấu giữa Club Brugge và Benfica là cuộc chiến mà phong độ của hai đội đang hoàn toàn trái ngược nhau. Cụ thể là Club Brugge đang sa sút không phanh, trong khi đó Benfica vẫn duy trì rất tốt phong độ của mình và ngôi đầu ở bảng xếp hạng vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Đại diện bóng đá Bồ Đào Nha cũng đang thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình ở vòng bảng khi vượt qua hai ông lớn là Juventus và Paris Saint-Germain để giành vị trí đầu bảng. Vì vậy, rất khó để đội bóng Bỉ có thể đứng vững dù cho họ được chơi trên sân nhà. Tại vòng bảng, với việc hai lần đánh bại Juventus và hai lần bất bại trước đội hình cực kỳ chất lượng và kinh nghiệm của Paris Saint-Germain đã cho thấy đẳng cấp cũng như bản lĩnh của Benfica là đáng sợ thế nào. Trong khi đó, Club Brugge đã cho thấy sự sa sút nghiêm trọng, điều đó được thể hiện rõ ở việc họ không thắng ở 6 trận sân nhà gần nhất tại đấu trường quốc nội, trước đó là trận thua 0-4 trước Porto. Vì vậy, Benfica được dự đoán sẽ đủ sức mang về một chiến thắng thuyết phục dù cho họ phải làm khách tại Bỉ. Được biết, trận đấu giữa Club Brugge và Benfica trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2023. Theo bạn, giữa Club Brugge và Benfica, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin Bóng Đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.